Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục học đến bài transito. Thì hôm trước mình đã học rồi, đó là các cái transito mình đã được học nguyên lý hoạt động, cấu tạo, ký hiệu, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ được học cách đo nó. Thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cái bài mới, đó là cũng liên quan transito, nó vẫn nằm trong cái chương này, chính là các cái con transito S và D, tức là những con transito dán đấy, các bạn. Ở đây mình có hai con này, các bạn. Thì con dán nó sẽ như này, các bạn nhé. Đây là một con transito dán, nó sẽ hình thù như này, hình thù như này, và dán ở dưới bên, và nó sẽ có ba cái chân này các bạn này, bằng thiếp, ba chân này để chúng ta có thể dán thiếp vào đây. Đấy, ba cái chân này là ba chân của transito, và các transito dán nó hình dáng giống như này. Diốt các bạn, bài hôm trước mình cũng học diốt cũng có những loại như này đúng không? Tuy nhiên thì diốt có ký hiệu chữ D, đúng không? Còn transito này thì chúng ta sẽ ký hiệu là nó là chữ Q, các bạn nhé. Q thì chúng ta biết đây là một con transito, nếu trường hợp trên bên nó có hình con này và chữ Q bên cạnh. Và tuy nhiên thì không phải là cái bên nào nó cũng là chuẩn cái chữ Q này là transito nhé. Bởi vì một số con ấy, cái chữ Q này nó đề chữ Q nhưng lại là diốt, bởi vì đấy là do ký hiệu của ta lông nhôm. Đấy, còn quy chuẩn của nó là chữ Q kèm theo con này, nó sẽ là transito. Ví dụ như con này là Q16 chẳng hạn, đúng không ạ? Thì đây là một con transito dán. Và thứ tự chân nó sau chân 1 này, chân này gọi là chân 1 nhé. Đấy, mình giống thẳng hàng này nhé, thì cái chân này, chân này gọi là chân 2, chân này gọi là chân 3. Đấy, mình không giống đọc giống IC, IC mình đọc 1, 2, 3, nhưng mình con này đọc 1, 2, 3 nhé. Đấy, do các bạn đọc thôi. Thì chân 1 là luôn luôn là chân B, chân 2 là chân C và chân 3 là chân E. Mình đọc cái nguyên tắc bảng của em như vậy nha. Thì đây là B, C, E. Chứ có nhiều bạn đọc thành B, E, C cũng được, đúng không? Đúng vòng, đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ đọc như thế này, B, C, E. Thì luôn luôn các transito luôn luôn có cái cách đọc như thế này, transito dán. Và con nào cũng thế, đúng không? Còn đối với transito cắm sao? Các bạn này, ví dụ đây là con F8050 đúng không? Thì của nó sẽ là B ở giữa này, xong lên C và đến E. Đấy, nếu như con C1815 thì chân B lại nằm đây này, B, C và E. Đấy, các bạn thấy không, thứ tự chân nó không giống nhau. Đấy, tuy nhiên các bạn nhìn này, đối với những con SMD này, thứ tự chân giống hệt nhau. Ví dụ con này là 2TI, con này nó cũng chính là con, nó là con F8050 hoặc 8550 đấy, các bạn trai ra. Và con này sẽ có dòng chịu đựng của nó là tối đa là 0.5A. Đấy, và điện áp chịu đựng của nó là 4000V nha các bạn nhé. Những cái con dán này, nó là bảng nâng cấp của những con cắm này, nó sẽ làm thu gọn lại để có thể là nhét nó vào được những cái vị trí có thể rất là nhỏ ở trên bên. Đấy, và các bạn nhìn ký hiệu giống nhau, đây vẫn là NBN, con này cũng là NBN, có hình dáng khác nhau thôi, nhưng vẫn là một nhé. Đấy, các bạn lưu ý cho mình cái này. Thì đây chính là các cái transito, đúng không? Tiếp theo nữa thì ngày mai chúng ta sẽ thấy gì? Đây là những con transito bình thường, đúng không? Ngày mai chúng ta sẽ gặp những con transito nó đặc biệt hơn. Ví dụ mình có một con vi xử lý, đúng không? Nó xuất ra một cái lệnh là 5V và 0V, đúng không? Chỉ xuất ra một trong hai lệnh thôi, nó sẽ điều khiển một con transito để đóng cho cuộn dây chẳng hạn, đúng không? Để đóng cho cuộn dây này, cuộn dây dơ le nha. Thế thì khi mà đóng cho cuộn dây dơ le, nó chỉ cần con này dẫn và dẫn mạnh nhất. Đấy, không cần con này dẫn yếu, chỉ dẫn cần, nó chỉ cần điều khiển con này, à anh dẫn mạnh nhất thôi. Khi tôi ra lệnh, cái em dẫn mạnh nhất để cho cái cuộn dây nó hút mạnh nhất. Khi tôi tắt thì anh phải ngắt điện áp nuôi cho cái dơ le đi. Dạ. Nếu như bình thường nhé, mình có thể kích vào đây, ví dụ dòng đây khoảng độ, ví dụ đây điện áp là 5V đúng không? 5V. Ví dụ như con này là 1K đây, đúng không? Đấy, mà cái mối nối này luôn luôn lệch nhau là 0.6V, điện áp đây nó sẽ là bao nhiêu? 0.6V, đúng không? Thì lúc này dòng đi qua cái điện trở này bao nhiêu ạ? Y nó bằng U chia R, đúng không? U nó là 5, chia R nó là 1, đúng không? À, 1K đổi ra sẽ được khoảng 1000 ohm, đúng không? Thì lúc này áp lên sẽ được, dòng đây sẽ được khoảng 0.5 ohm, à không phải mấy a chia nhé,
0,001 0,001 đúng không? Vậy nó được khoảng độ là mấy trăm mA. Đấy. Đúng không? Tức là nó phụ thuộc vào cái này, đúng không? Nếu mà mình sẽ tăng cái này lên, đúng không? Tăng cái này lên, tăng cái số U lên thì cái I đây mình sẽ tăng lên. Đúng không? Nếu mình tăng lên không phải 5V nữa mà là 7V chẳng hạn, đúng không? Thì I đây nó tăng lên không? Tăng lên. Và tăng lên thì đương nhiên con này sẽ giật mạnh hơn, đúng không? Nó mạnh hơn. Đấy, thế thì đối với trường hợp nó giật mạnh hơn, đối với cái mạch này nó chẳng tác dụng gì cả. Nó không tác dụng gì cả. Ừ. Thế thì sau này người ta mới bảo này, đối với cái mạch này điều khiển cái relay này, đúng không, mà dẫn mạnh hơn chẳng tác dụng gì cả, mà dẫn yếu hơn cũng chẳng tác dụng gì cả, đâm ra là đi xử lý của mình không xuất ra cái lệnh mức cao mức thấp khác nhau, mà nó chỉ xuất lệnh ra đúng một cái dạng, đó là mức cao và mức thấp như này thôi, giống nhau, đúng không? Khi cao thì nó sẽ là có thể là 5V, hoặc khi thấp nó có thể là 0V. Điển hình là các cái quạt của bếp từ của chúng ta ấy. Đấy, thế thì như thế này chúng ta, các bạn nhìn này, chúng ta phải thêm một con chạm con điện trở, đúng không? Lắp thêm con điện trở. Thế thì ngày mai người ta sẽ tích hợp luôn cái điện trở này trong con transistor, tích hợp luôn. Tức là lúc này nguyên cái này nó là transistor, đây là chân B, đây là C và đây là E. Đấy, lúc này chúng ta chỉ kích thẳng 5V vào con này thôi, chúng ta không cần phải thêm trở vào trong con này, nó có trở rồi. Đấy, và con transistor này người ta gọi là transistor số. Hay là còn gọi là các con bóng số. Đối với những con này các bạn muốn kiểm tra nó sống hay chết thì chúng ta, một là chúng ta sẽ đo nguội vào đây, à đo nóng. Chúng ta phải cấp điện trực tiếp vào đây, đúng không ạ? Để xem con này dẫn hay không. Cũng có thể là những con này trang số này cũng giống như là trang thường, nó cũng sẽ có trang thuận và trang ngược. Đấy, nếu mà ngày mai chúng ta có những con trang này này, ngày mai mà hỏng này, mình có thể là thay bằng một con trang sẽ tốt thường vào. Và lắp vào chân B này bằng một con điện trở khoảng từ 470 ohm cho đến khoảng 2k2, tùy theo cái điện áp của nó kích vào là bao nhiêu. Đấy, thường thường khoảng độ tầm 470 ohm là ok nha bạn nhé. Đấy, bởi vì những trang số này không phải lúc nào cũng có, rất là hiếm. Đấy, rất là hiếm, nó không gần như là mình mua ở bên ngoài, rất là khó luôn. Thông số thì không có thông số thay tương đương, bởi vì những con transistor số này thường thường nó sẽ chỉ đóng cắt những cái mạch đồng nó nhỏ đấy, nó chỉ đóng để đóng ngắt thôi. Thế thành ra các bạn cứ thay cho mình bằng con A1015 này, thêm con transistor vào, nếu nó là con bóng số thuận các bạn thay cho mình con C1815 này, nếu nó là con transistor số ngược. Thì làm thế nào để biết được nó là thuận ngược? Thì các bạn để ý trên cái con transistor này, nếu như là đối mắt thì chắc chắn nó sẽ là con transistor số ngược. Và tương tự như vậy, nếu trường hợp mà chân C của nó này mà được nối đường nguồn thì chắc chắn nó sẽ là con ngược, trang ngược nha, trang số ngược. Tương tự như vậy, nếu chân C của nó mà nối mắt này thì chắc chắn nó là một con trang số thuận. Nếu mà chân E của nó này mà được nối nguồn, chân E là nối nguồn thì nó sẽ là một con trang số thuận. Đấy, thì đây chính là cách để chúng ta phân biệt được trang số thuận và ngược ở trong mạch. Khi chúng ta đã xác định được trang số thuận và ngược rồi thì chúng ta có thể phân tích xem nhau tải này có lớn hay không thì chúng ta lắp con transistor cho phù hợp. Đấy. Đấy, và khi lắp transistor thì chúng ta thêm bằng một con điện trở, đúng không? Như mình bảo rồi, từ 470 ohm đến khoảng 2k2, nhưng thường thường mình sẽ lắp một con khoảng 470 ohm là chạy. Đấy, 1k là cao. Đây chính là transistor số các bạn nhé. Tiếp theo là transistor của chúng ta có một cái hệ số gọi là hệ số khuếch đại, đúng không? Phức đại lên n lần, tức là lên rất nhiều lần lên, đúng không? Nó có thể lên nhiều lần, nhiều ít, đúng không? Khi mà con transistor này có dòng chảy U, B, E, đúng không? Hay là I, B, E, đúng không? Thì con này nó sẽ sao? Nó sẽ điều khiển dòng U, C, E, đúng không? I, C, E. Đấy. Thế thì đương nhiên là các bạn nhìn thấy điện áp điều khiển chân B này nó rất là nhỏ, đúng không? Nó chỉ cần 0,7V. Đúng không? 0,7V tức là dòng này nó đi qua đây rồi nhỉ? Nó sẽ bị sụt áp 1V rồi, đúng không? 1V rồi. Thì lúc này con này nó dẫn rồi, nó dẫn rồi. Đấy, nó dẫn mà thậm chí dẫn rất là mạnh luôn. Dẫn rất là mạnh luôn. Đấy. Nó thay đổi, hôm qua mình xem bài rồi, đúng không? Vì giả sử đây là một con điện trở. Đây là 12V chẳng hạn, đúng không? Và đây mình giả sử bình thường cho nó 6V đi. Đây, qua con điện trở này để định thiên về để khống chế trên B này. Khi mình cho một điện áp lên mức thấp chẳng hạn, thấp thấp vừa phải là khoảng độ
âm 1 phôn. Được chưa? Và đây thì hai tức này làm cho điện áp chân B giảm đi, chân giảm đi, giảm đi, con này nó yếu lên, nó yếu lên, điện áp đây nó có thể dâng phát lên tận xít tận 12 V, đúng không? Và khi mà cái này nó dương khoảng 1 V, đúng không? Dương 1 V thì con này dấn mạnh hơn không? Dấn mạnh hơn rất nhiều. Dấn mạnh hơn thì điện áp ở đây thì kéo tụt xuống mạnh nhiều không? Và khiến cho điện áp đây có thể kéo xuống gần bằng 0 V, đúng không? Các bạn thấy không ạ? Lúc này chúng ta sẽ khuếch đại về mặt điện áp lên rất là cao. Đấy. Thế thì còn những con ấy, không phải con nào mình cũng sẽ điều khiển với điện áp vào đây. Nó khoảng độ dòng nó có dòng cao vào đây. Còn những con ấy, người ta có một cái điện áp rất thấp rồi, hoặc là có một cái dòng rất thấp điều khiển trên này, thì nó sẽ bị xuống áp qua mono này, rất là khó điều khiển. Thế thì để thực hiện được cái việc đấy, người ta sẽ lắp thêm một cái con, hai con transistor các bạn, hai con transistor như này. Đấy, chúng ta lắp hai con transistor trong này, các bạn nhìn, hai con transistor vào mắc kiểu này. Cái kiểu này người ta gọi là kiểu Darlington. Đây là cái tên của cái ông mà sáng tạo ra cái con này. Thế thì cách mắc này, thế thì chúng ta lắp như này thì sao? Chúng ta chỉ cần kích vào đây cái áp rất là nhỏ này. Đây một cái dòng rất là nhỏ này, đúng không? Thì con này sẽ dẫn, con này dẫn rất là mạnh. Khi là dẫn mạnh thì nó sẽ kéo cái áp từ C của này kích vào cục B này chạy. Đấy, con này lúc này điện áp của B rất là lớn. Và con này sẽ dẫn dòng từ C sang E, có thể là bão hòa luôn. Đấy. Thì đây chính là cái kiểu mắc Darlington. Đấy, đây là tên của cái người sáng tạo ra nó. Và nên mai nó sẽ lắp cái hai con này vào trong một, hai con này vào trong một như vậy. Hai con này. Đây, con cha này, con cha này ta lắp vào trong một con như này. Đây, mình vẽ lại nhé. Đây, lúc này ta sẽ lắp như này. Đấy, lắp vào như này, tạo ra một con transistor mới. Đấy, con transistor này gọi là transistor Darlington. Đây cũng là cực B, đây là cực C và đây là cực E, như các bạn nhé. Và điển hình của con này là con gì ạ? Trong các cái cục đẩy chúng ta gặp rất là nhiều các bạn, cục đẩy công suất ấy, đó là con tip 122, như các bạn nhé. Và đương nhiên là nó lắp mắc như thế này thì các bạn làm sao? Rất là khó để đo nó luôn. Đo rất là khó. Thế thì lúc này sao? Chúng ta đo gì ạ? Chúng ta đo B và E này các bạn này. Chúng ta vặn về đồng hồ về tháng 10K đúng không? Đo một chiều lên và một chiều không lên, đúng không? Tiếp tục này, một nối CE này cũng vậy này. Chúng ta đo CE tháng 10K, một chiều lên, một chiều không lên. Đấy là về cơ bản là nó tốt, nó không bị chật. Còn các bạn muốn đo chuẩn ấy, các bạn phải que đỏ, à que đen ở đây, đúng không? Que đỏ ở đây, tay ta chạy một tay từ que đen vào cục B này, xem nó có dẫn hay không, đúng không? Đây là cách để đo. Thì cách đo thì mình có bài hôm trước mình nói rồi nên mình sẽ không nói lại các bạn nhé. Đây thì chính là con này. Và các bạn nhìn này, Darlington là kiểu mắc như thế này, đúng không? Thế thì đây nó là toàn là con bóng ngược hết. Thế thì chúng ta cũng sẽ có những con mắc theo kiểu toàn bóng thuận các bạn. Đây. Toàn bóng thuận. Đây các bạn này, nó sẽ có hai cái bóng thuận bên trong. Bạn thấy không? Hai bóng thuận trong. Khi chúng ta kích vào đây một điểm thấp luôn, thì lúc này là sao? Nó sẽ có dòng chảy từ E sang B, đúng không? Dòng chảy từ E sang B. Khi con này, đúng không? Nó sẽ có dòng chảy từ E sang B. Nó điều khiển con này, nó kéo cái điện áp vào đây đi. Ở cái B con này, cái B con này đi. B E. Đúng rồi. Tức là đây là một con Darlington thuận. Tức là nó khi mà nó mắc chống kiểu con ngược này, nhưng mà cái chiều ngược lại với là với cái điều kiện nó lại là một con thuận, như bạn nhé. Còn cái này thì là con ngược. Đấy, và cái con thuận này thì ít sử dụng hơn rất nhiều. Đo đạc cũng giống như con bên này. Đấy.
Khi có dòng chảy EB đúng không ạ? Thì nó dẫn dòng chảy EAC, nó sẽ kéo thụ điện áp của B con này. Con này bắt đầu dẫn dòng chảy EAC, tổng cái dòng rất là mạnh. Đấy. Thế thì hai con này nhé, ngày mai các bạn muốn biết nó là con gì, các bạn đo bảo thấy nó khác thường một chút thì các bạn phải tra ra. Ví dụ con này tên là tít 122 thì các bạn lên Google các bạn tra tít 122 và data sheet lên, chúng ta sẽ biết được cấu tạo bên trong của nó. Khi biết được cấu tạo bên trong của nó chúng ta sẽ đo được nha. Thì đây là hai loại transistor chúng ta đang học đây đúng không? Transistor số này là mình tuần đúng không? Tiếp theo mình giả sử như sau, mình có một cái mạch dơ len như này đúng không? Mạch dơ len đúng không? Để đóng cắt cho một cái công tắc nào đấy chẳng hạn. Nhưng mà cái dơ len này ăn điện áp rất là cao, cái áp vào có thể là 300V. Mình giả sử như vậy đi đúng không? Mình cũng mắc một con transistor để đóng gì? Đóng cho con dơ len này nha. Với điều kiện là con dơ le này của mình làm sao nó có một đĩa cao rất nhiều, đĩa áp cao quá đúng không? Thứ nhất ấy, là với cái đĩa áp cao này thì con này lại sao, công suất phải lớn đúng không? Công suất lớn tức là cái dòng ICE này phải lớn này đúng không? Điện áp chịu đựng trên này cũng phải cao hơn đấy. Và thường thường những cái con này sẽ lắp cho những cái mạch công suất lớn. Công suất lớn thì sao? Ví dụ như cái cuộn dây này nó sinh ra điện áp ngược lớn. Nếu mà trường hợp mà chúng ta sử dụng một con diode này đúng không? Để làm gì ạ? Dập xung. Mà dập chưa hết xung nó sẽ quay lại đây và nó đánh cái này rất là nguy hiểm đúng không? Đấy, điện áp đây này, lúc này nó sẽ quay lại như này các bạn. Đúng không? Đỉnh xung như này. Và sao? Nó có thể là như này, nó có ở trạng thái như này. Đây là phong môn. Tức là vị trí này lúc này cũng có cả điện áp âm nó lẫn vào đây, điện áp âm. Thế điện áp âm này nó làm sao, nó sẽ dễ làm chết con này đúng không? Nó xông nó làm dễ làm chết con này, đánh thủng con này. Để giải quyết vấn đề đấy thì ngay bên trong con transistor này người ta thiết kế một con như này, một con diode này ngược lên như này đấy. Tức là như này, bên trong transistor nó thiết kế như này CE đúng không, lại có thêm một con diode mắc ngược lên như này. Các bạn thấy không ạ? Đấy. Thế thành ra ngày mai các bạn sẽ gặp những con transistor mà có thêm diode này, các bạn đo CE nó sẽ một chiều lên một chiều không lên. Những cái con này này thì thường thường ấy để điều khiển nó công suất lớn và người ta thường thường nó sẽ bảo vệ rất là cao để tránh chết, bởi vì con này nó rất là đắt tiền đúng không? Nên là sắp thêm con diode để chống ngược. Đồng thời nhé, tại cực B này người ta sẽ sử dụng thêm một con điện trở các bạn. Nối vào cái E đèn điện để hạn cái dòng vào cực B, nếu mà dòng còn quá lớn hạn chế đứt cái mối nối chập mối nối CE/BE này. Đấy. Thế đâm ra ngày mai các bạn thấy con transistor nó có như này, bên trong như này. Đấy. Này B CE. Chúng ta đo thì chúng ta chỉ đo bằng cái cách phương pháp cuối cùng, đó là đo góc mở CE của nó thôi. Đấy. Tiếp theo chúng ta đo CE này như thế này, một chiều lên một chiều không lên. Nha. Đấy, và cái con này của mình là vậy các bạn, nên nếu bạn nào ngày xưa làm TV các bạn sẽ biết nó là có thể là D2499 bên trong như này, hoặc là D1555 các bạn nhé. Đây là những con sò dòng của TV ngày xưa sẽ sử dụng như này, những cái thiết kế này. Thế đơn giản là từ một con transistor chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều biến thể biến đổi, như cấu tạo bên trong nó vẫn chỉ là những con transistor ban đầu thôi. Thì đấy chính là transistor. Mình có học là số này, tan cơ này, công suất này, đúng không? Công suất này. Đấy, thì đây chính là một số transistor chúng ta học, đúng không? Thì một số cái mạch điện ứng dụng như sau. Thì ngay lúc đầu chúng ta nói rồi, đúng không? Đối với transistor này chúng ta có thể sử dụng làm gì ạ? Đúng, làm một cái mạch đóng cắt, đúng không? Công tắc luôn. Đây như thế này, điều khiển cái dơ le này, nó chính là cái mạch đóng cắt, đúng không? Thay cho công tắc điện tử, đúng không? Chúng ta thường thường thấy nó gì ạ? Sử dụng để đóng cắt dơ le này, đúng không? Rồi nó sử dụng để đóng cắt một số cái thiết bị như là bóng đèn này, bóng đèn led này, đấy, nó sử dụng con này,
rất là hiệu quả, rẻ tiền và dễ điều khiển. Tiếp theo ấy, là nó dùng để gì ạ? Nó sử dụng để làm một số cái mạch gọi là mạch khuếch đại. Khuếch đại tức là tín hiệu đầu vào nhỏ đúng không, và khuếch đại tín hiệu đầu ra của mình lớn hơn rất nhiều lần đúng không ạ, biên độ lớn rất nhiều lần. Và cụ thể của chúng ta đó chính là các cái mạch khuếch đại của âm ly nha bạn nhé, khuếch đại âm thanh. Tín hiệu âm thanh của mình thì sao ạ? Đầu vào nó rất là nhỏ đúng không, khuếch đại đầu ra rất là lớn. Tín hiệu âm thanh của mình ý, nó chuyển đổi thành tín hiệu điện thì các bạn đo, nếu mà từ điện thoại ra này hoặc là từ vang số ra vân vân, chúng ta đo, nếu bạn nào đo các bạn sẽ thấy tín hiệu điện nó sẽ chạy rất nhỏ như này. Đấy, rất nhỏ như này. Và điện áp nó thường thường được khoảng độ tầm 1 đến 2 V. Thường thường 1 V là nhiều. 2 V là chỉ tín hiệu những cái vang số cho khi mình tăng kịch lên thì mà chưa đến 2 V. Đấy, tín hiệu nó cho đi qua tụ điện nha các bạn nhé, cho đi qua tụ điện để đi vào con bóng transistor này. Đấy, để đi vào con bóng transistor này. Con bóng transistor ra này được phân cực để cho làm việc luôn. Mình giả sử đây là 12 V, dạ. Điện áp đây nó sẽ được khoảng là 6 V DC, tức là 1/2 1/2 của BC đối với mạch âm ly âm thanh như các bạn nhé. Thì tín hiệu vào đây này nó sẽ được khuếch đại C này bạn. Đấy, tín hiệu đây lúc nào cũng là 6 V. Khi ở đây điện áp cao, mình giả sử ở đây nó như thế này đúng không? cao có nghĩa là bao nhiêu ạ? Có thể là 1 V tối đa đúng không, tiến dần lên 1 V thì con này sao ạ? Dẫn gần như là mạnh dần mạnh nhất. Khi nó dẫn mạnh nhất thì điện áp về sao tụt dần, và kết quả đặt mua đề một điện áp này, đây là 0 V này, đây là 6 V của mình bạn thấy không, nó có thể tụt về không ạ? Tụt về không đúng không? Tiếp theo này, khi tín hiệu đây nó về tụt về có thể là về về không chẳng hạn, đây là không đi, đây là không đi, đây là không, đấy, đây là 1 V, đấy, đây là 0.5 một nửa đúng không? Tín hiệu nó tụt về không thì sao? Thì làm cho con này có thể là dẫn yếu nhất đúng không? Dẫn yếu nhất thì sao? Điện áp đây phải dâng lên cao nhất, cao nhất từ tín hiệu 12 V đi vào đây, điện áp 12 V đi qua điện trở này, có điện trở gánh này đúng không? Có điện trở gánh này, đấy, hoặc là trở cấp nguồn đi vào đây cao nhất này, bởi vì con này là không đưa xuống mắt. Khi đưa vào đây cao nhất chúng ta sẽ thấy là điện áp bị dâng dần lên như này, và cái đỉnh này nó còn lên đến tận 12 V đúng không? Lúc này các bạn nhìn này, cái tín hiệu của mình này từ 0 đến 1 V, bây giờ tín hiệu của mình có thể lên từ đến biến thành 0 đến 12 V ạ. Cái này người ta gọi là một cái mạch khuếch đại về mặt điện áp. Đấy, mặt điện áp nhé. Nếu mà cái tín hiệu điện áp này của mình này 0 đến 1 V này của mình mà là tín hiệu âm thanh thì chúng ta sẽ thu được một tín hiệu âm thanh đấy rất là lớn. Có thể là biên độ tín hiệu này của mình không 0 đến 1 V, nó chỉ chạy cái tai nghe thôi. Nhưng cái tín hiệu điện âm thanh của mình lúc này nó khuếch đại lên từ 0 đến 12 V, nó có thể chạy được một cái loa khoảng 4 ohm 8 W vẫn bình thường. Đấy, tuy nhiên ấy, thì các bạn nhìn này, điện áp một chiều sẽ làm loa chết như bạn nhé, sẽ làm loa bị chết. Thế thì để giải quyết cái vấn đề đấy thì người ta sẽ sử dụng một con tụ tiếp, bạn thấy không? Bây giờ bắt đầu lại tiếp tục nhìn thấy công dụng tụ này. Tụ này đi qua cuộn dây của loa này xuống mắt này đúng không ạ? Mình giả sử chưa có tín hiệu đúng không ạ, con này làm việc 50%, con này làm việc 50%. Mình hay có cái kiểu là vẽ con transistor, mình không vẽ cái vòng tròn nhé, các bạn học thì bạn vẽ vào nhé. Con này làm việc 50% thì mình mới cấp nguồn cho cái mạch này đúng không, thì chúng ta sẽ nhìn này, điện áp 12 V này nó đi vào đây. Lúc này con, vì lý do con này làm việc 50%, đâm ra con này nó sẽ điện áp đây sẽ là 6 V đúng không, mà loa của mình này được đối mắt 0 V, con sẽ có dòng chảy đi qua con tụ này, đi qua cuộn dây loa về mắt. Đâm ra khi mới cắm điện chúng ta sẽ thấy loa nó bục phát, nó đẩy màng loa ra, sau nó sẽ trở về trạng thái ban đầu. Khi mà con tụ này nạp xong thì không còn dòng chảy trên cái dây loa nữa thì loa sẽ trở về trạng thái ban đầu đúng không? Đấy, tức là nửa chu kỳ đầu cắm vào cái con này được làm ngay. Ví dụ mình cho tín hiệu vào đây, một tín hiệu mức cao được chưa, mức cao thì làm cho con này làm sao dẫn mạnh hơn bình thường. Con này dẫn mạnh hơn bình thường thì làm cho điện áp bên này có thể là dưới 6 V, kéo điện áp như này nó có thể kéo về đến không lúc này này,
nó sẽ có một dòng chảy từ không này đi qua công tụ đập vừa làm này, đi về không để xả điện công tụ đi, xả điện tụ đi, đến bán kỳ sau tín hiệu âm, tín hiệu vẫn thấp, con này làm việc làm sao yếu đi, bị áp dâng lên không, dâng lên thì con tụ vừa rồi nó vừa bị xả điện rồi, thì bây giờ nó lại làm một cái dòng đi từ đây vào đây, đi vào đây để đi xuống mát, và kết quả sao màng loa bị đẩy ra ngoài đấy, tức là màng loa cứ kéo ra đi vào, kéo ra đi vào, đúng không, phụ thuộc vào tín hiệu âm thanh. Vậy lúc này tín hiệu âm thanh của mình không rất bé không, bây giờ nó biến thành cái tín hiệu âm thanh rất lớn chưa, rất là lớn không, và chạy được, có thể chạy được một cái loa rất là to, đúng không? Và nếu mà trường hợp mà các bạn muốn nó khỏe hơn thì các bạn lại khuếch đại lớn hơn, lớn hơn đấy. Thì trong thực tế đây là mình khuếch đại kiểu này, đúng không? Trong một số cái mạch âm thanh như thế này thì tiện đây mình cũng hướng dẫn các bạn là lắp một cái mạch âm thanh, các bạn có thể là lắp và qua mần bên dưới xem có thành công không nhé. Mình sử dụng hai con transistor này, một con thuận này, một con thuận và một con ngược này, con này con thuận này, con này con ngược này. Các bạn có thể lắp cho mình một cái mạch âm thanh như này xem chạy nhá. Mình sử dụng nguồn đơn nha các bạn nhé, nguồn đơn có thể đây là đơn là 12V DC nha các bạn nhé. Tín hiệu từ đây này chúng ta xuất qua một con tụ, con này có thể là 1000 microfarad 25V đấy, nuôi trong cái loa đúng không ạ. Từ đây chúng ta sẽ sử dụng hai con diode 4148 hoặc là hai diode 407 đi. Trở này các bạn có thể cho mình có một con điện trở khoảng độ tầm 1K đi. 1K. Nha. Và cái con transistor này, đây là gọi là Q1 nhé. Q1, Q2. Đó. Con Q2 này chúng ta sẽ mắc với một con transistor ngược. Các bạn, transistor ngược nhé. Ngồi xuống mắt. Từ đây xuống mắt này. Các bạn phải lắp cho mình vào một con điện trở khoảng độ 10K. Mà từ cái đường nha loa này các bạn này, các bạn lấy về, các bạn đi về qua một con điện trở. Con điện trở này này, các bạn trước khi các bạn thay điện trở, các bạn lắp vào đây cho mình một con biến trở nhé. Biến trở VR. Đèn điện để điều chỉnh làm sao. Đây, đi về đây. Để điều chỉnh làm sao cho cái con này này, nó điều khiển hai con này, này để cho cái điện áp ở đây nó được khoảng độ 6V DC. 6V DC nha các bạn nhé. Tức là các bạn chỉnh cái chiếc áp này làm sao để cho điện áp được khoảng 6V DC. Con VR đấy thì... có thể là sử dụng con 50K. 50K. Đúng rồi, điều chỉnh để làm sao cho điện áp bây ra đúng 6V. Đấy, bằng 1/2 VDC mà đối với mạch âm thanh. Đúng không? Nếu mà điện áp đây mà lệch ra khỏi 6V thì sao? Bây giờ ù loạn nha các bạn nhé. Thế thì từ đây này các bạn có thể là sử dụng một con tụ này, một con tụ hóa, các bạn có thể sử dụng một con tầm 2.2mm 50V nha. Đấy, và tín hiệu thanh chúng ta sẽ đưa đây nha. Thì cái mạch này như lý như sau, hai con này các bạn này thì nó thiết kế làm sao để nó chạy với một công suất khoảng 50%. Đấy, mỗi con chạy 50% thì điện áp đây sao nó sẽ được khoảng 6V, có 12V thì điện áp đây được khoảng 6V đó. Hai con diode này làm nhiệm vụ là phân cực cho hai con này làm việc. Nếu như hai lệch áp giữa hai con này này mà nhỏ quá thì hai con này của mình là bị yếu. Nếu mà lệch áp giữa hai con này lớn quá thì hai con này làm việc khỏe quá và gây nóng như con sò này. Thế thì tại sao mình lại sử dụng hai con diode mà mình không phải là sử dụng ba con? Thì các bạn nhìn đây là một mối nối, một nối BE này nó là 0.7V, 0.6V. Đây mối nối EB này 0.6V nữa thì mình sử dụng hai con này nhé, hai con này. Tiếp theo này, nếu mà điện áp ở đây này, giả sử như sau, điện áp nếu mà con một trong hai này làm việc khỏe quá, con này làm việc khỏe hơn đi chẳng hạn, đúng không, điện áp ở đây sao dưới 6V, đúng không ạ. Ví dụ con này làm việc khỏe hơn thì điện áp đây sẽ dưới 6V, dưới 6V thì sao, thì điện áp đây này nó sẽ đi về đây, nó sẽ đi về trên B của con này, con Q3 này thấp hơn bình thường, đúng không, con Q3 sẽ dẫn yếu hơn. Khi con Q3 này dẫn yếu này thì sao, thì điện áp từ 12 của bạn đi vào đây, đi vào chân B Q1 khỏe, đồng thời điện áp cũng đi vào chân B Q2 khỏe, đúng không? Q2 mà điện áp vào đây khỏe thì con này dẫn yếu đi chậm, dẫn yếu đi, đúng không? Q3
quy điện áp vào chân B quy 1 mặc khỏe, con này nhấn mặc khỏe đây. Và kết quả là điện áp 12V đi xuống đây nhiều hơn. Điện áp trở về đúng chạy 26V. Thế thì con chiếc áp này của mình này làm nhiệm vụ là gì ạ? Để điều chỉnh cái điện áp này. Như vậy. Đấy. Thì các bạn lắp cái mạch này cho các bạn xem mình nhớ thành công nhé. Con quy 1 thì các bạn có thể thay bằng con B718 này, có lắp cẩn thận nhé. Con quy 2 thì các bạn có thể thay bằng con B688. Đấy. Quy 3 này các bạn có thể là sử dụng là con C1815 cũng được nha. Thì các bạn lắp thử, đây là chính là cái nguyên lý hoạt động của các con transistor này, diode này, điện trở này. Mình đã đưa trong này để các bạn cả tụ điện để các bạn hiểu. Con tụ bên này là chi số bao nhiêu? Con này là 2,25mV. Con tụ giàn hoa. Con này là con tụ 1000mV. Thế thì tại sao lại sử dụng tụ? Để tránh những trường hợp ví dụ như mình không sử dụng điện thoại thôi, mà chúng ta sử dụng một thiết bị khác, mà thiết bị khác nó hỏng, nó có thể xông điện áp đây có thể là 20V đúng không? 20V rất là nguy hiểm. 20V nó xông thẳng đây sao? Lúc này sẽ làm sao? Điện áp đây thì luôn luôn là 0,6 rồi, so với cả chân mát rồi đúng không? Thì lúc này 20V đi vào đây đúng không? Nó sẽ làm thông mối mối BE và làm chết con transistor này đúng không? Thế thì để giải quyết vấn đề đấy, ta sử dụng một con tụ một số mi nhỏ, để nếu mà chẳng may cái điện áp cao lên, chẳng hạn thì cũng chỉ có một dòng nhỏ đi vào đây đi nạp xong, nó nạp xong cái nó dừng, thì đương nhiên tín hiệu này không liên quan đấy, và để hạn chế chết con quy ba. Con điện trở này là nhiệm vụ là phân áp cho cái trục B để làm cho điện áp về đây nó ổn định hơn, điện áp ổn định hơn. Như vậy nhé, thì đây chính là một số cách mắc của con transistor ứng dụng vào thực tế. Đây chính là mạch khuếch đại âm thanh, và các mạch khuếch đại âm thanh ngày mai cũng tương tự như này hết các bạn nhé, tương tự như này hết. Và mình có rất nhiều bài phân tích về các cái mạch khuếch đại âm thanh rồi, các bạn có thể vào trong các cái danh sách phát của mình để tìm lại cái bài về âm ly của mình nhé, để các bạn xem. Anh xem video dài chứ. Rồi thì video của mình đến đây là cũng hơi bị dài rồi các bạn, mình sẽ dừng video ở đây để mình chuẩn bị chuyển sang một bài mới, nó cũng liên quan đến các con transistor này các bạn nhé. Đấy, mình sẽ cố gắng làm những video ngắn để cho các bạn bớt cái thời gian xem đi.